Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái máy bơm lốp ô tô và kiêm với cả máy hút bụi trong xe luôn. Đây chính là cái máy của nó này. Thì bên trong này thì nó sẽ có bao gồm miền motor này. Chúng ta khi chúng ta không và cái A này thì nó thiết kế rất là tiện lợi ở một điểm là chúng ta chỉ cần cắm vào cái tẩu thuốc lá trên xe là có thể sử dụng được. Đây chính là cái đầu để chúng ta hút này, hút bụi này, đây là công tắc bật này. Đó. Và đây là cái để có thể chúng ta đưa vào để luồn lách các cái ngóc ngách nhỏ trong ô tô. Đó ạ. Và khi mà chúng ta ấy xong, chúng ta hút xong chúng ta tháo cái lẫy này ra này. Đó, tháo lẫy này ra là chúng ta có thể đổ được bụi này. Và sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Koidu của Trung Quốc này. Mã sản phẩm là 6022. Trong bộ sản phẩm này thì đúng như mô tả của người ta, sẽ bao gồm một máy, một hút bụi và một cái mặt đồng hồ để chúng ta thể hiện được cái số cân. Đây chính là các cái đầu để chúng ta có thể loại nào cũng bơm được. Đó. Đây là có thể nói là một bộ sản phẩm 2 trong 1 đấy ạ. Đấy, rất là tiện lợi khi chúng ta đi xa. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là máy hút bụi kiêm máy bơm lốp dự phòng của ô tô. Anh em quan tâm về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.